Debit đây. Debit 260 nhá, thì máy này thì mình tiếp nhận lỗi thì nó bị lổ tiếng. Lổ là cái thằng đèn input ở ngõ C12 nó tự kích lên. Mình không nhớ cụ thể là kênh nào. Nhưng mà một trong hai kênh này nó tự kích tự chớp lên và kèm theo là các con ao này cũng chớp đèn theo. Và cứ mỗi một lần đèn nó tự chớp tự kích như vậy thì nó sẽ kèm theo tiếng nổ lộp bộp ra loa nhá. Bật máy lên là dính luôn rồi. Sau khi xử lý xong thì ok. Đó. Đây, mình đang cắm ra đây. Tự chớp thì tự chớp nhá, tự kích tự chớp đèn mà mỗi lần chớp đèn thì sẽ bị lổ nhá. Đây là một trong những căn bệnh đặc trưng mình rất hay gặp trên cái dòng máy này. Đây là bản của Made in USA, sản xuất tại Mỹ. Về toàn bộ công nghệ cũng như là linh phụ kiện thay thế dòng máy này thì mình cập nhật đủ rồi, nên là các cái máy mà khi mà tiếp nhận về sửa rất là nhanh. Gọi thông tin chi tiết về sửa chữa các lỗi trên cái dòng Debit 260 này đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy là 0979486089 hoặc là 0868599964 để gặp trực tiếp của Việt. Ngoài ra thì mọi người có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh và truy cập vào trong phần danh sách video của kênh để có thể tìm hiểu tham khảo thêm nhé. Mình đăng tải rất nhiều video lên. Anh em thợ làm nghề sửa nha, mà cần đến các cái linh kiện để sửa các lỗi trên cái dòng máy này nha, có thể liên hệ nha, mình cũng sẽ cung cấp cho. Linh kiện dòng này mình đã đặt sẵn, không thiếu cái gì cả.